Chú, anh can do it. Chưa có kiểu như là Chi Chi mà móc học ở đây là sẽ học ở mé bên kia, biết phía sau của cái dãy trường này nè. Cũng là một cái con đường mà đi lúc buổi sáng tiếc không rồi cô. Tuyết sáng nay đã dày hơn rồi nè ông bà cô chú ơi, vẫn còn đang rơi luôn. Trắng xóa một vùng ha chị ha. Đây là cho ông bà cô chú coi. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Ba Chi Chi sáng ra là phải đi xuống với cái xe cào cho sạch tuyết đó cô chú. Rồi một hồi nữa lấy cái xe đó chở Chi Chi đi học nè. Trời lạnh quá chừng lạnh luôn. Dạ. Oh my god, this is so good. Phải cào hết cái lớp tuyết này ra nè cô chú anh chị. Nhưng mà cũng may là cái tuyết nó vẫn còn mềm, còn xốp á. Chứ nó không có bị đóng băng. Bị đóng băng là không có cào được mọi người. Bị đóng băng là mình phải dùng cái nước xịt cho nó tan đó cô. Tuyết đẹp nhưng mà cũng cực quá ha. Nhìn thấy đẹp như vậy thôi nhưng mà rất là cực ở trong cái việc sinh hoạt hàng ngày đó mọi người. Chị xin chào ông bà cô chú ấy. Xin chào bà cô chú. Sáng nay chị chuẩn bị đi học nữa nè ông bà cô chú. Hôm nay Kim đi chung với Chi luôn, ba Chi chở đi. Tại vì Kim muốn đi để ra ngoài xem tuyết đó mọi người. Quay tuyết cho cô chú anh chị xem luôn. Cái cảnh mùa đông ở nước Anh ha mọi người. Buồn lắm mà còn tuyết rơi nữa. Let's go, chị xong chưa? Ê. Một màu trắng xóa luôn mọi người. Đó. Chị ấm rồi, chị đủ ấm chưa? Đủ ấm rồi ha. Ok, xin chào ông bà cô chú đi con. Xin chào cô bác cô chú. Chị đi đâu? Học. Đúng rồi, đi học, giỏi ta. Let's go. Cái xe nó còn đóng tuyết trên đây nè cô chú anh chị ơi. In Spain, in the sun, and we're stuck here in the cold in the snow. There's sun there. Yeah, of course there's sun there. There's Greg. Can I get all the snow off his car as well? Yeah, there'll be sun there, yeah, of course. You're playing the window. I am there. Just everybody's out doing the same thing. Rồi, cái chú nó có ba con chó. Three dog. Đây, ai cũng đang cạo tuyết xuống để đi nè mọi người. Sáng ra muốn đi làm, đi học gì là cũng phải cạo sạch tuyết. Right, come on, sweetheart. Right, come on, take your hands out. Bye bye, Chi Chi. Come give mummy a kiss then. Chị bye bye ông bà cô chú đi học đi. Jump up. Chị bye bye ông bà cô chú đi. Xin chào cô bà cô chú. Bye bye. Bye bye. Chị be good girl nha. Bye. Come on, baby. Be careful when you get out, baby, because it's slippery. Here, come to me. Right, you stand there.
Sáng nay Kim làm bánh mì sandwich cho Tony hả cô chú anh chị. Thì cái bánh mì này Kim đã để cho đây Kim nướng xong rồi nè. Xong rồi sẽ cho qua bên đây. Cái chảo này thì Kim để bơ lên cho bơ nó tan chảy đó. Xong rồi mình sẽ để bánh mì xuống cho nó thơm đó mọi người. Như vậy thì nó thơm và nó béo hơn là mình sẽ để bơ trực tiếp vô trong bánh mì. Kim cho phô mai lên. Và cho thịt nguội lên ha cô chú anh chị. Như vậy là xong buổi sáng rồi đó mọi người. Cắt ra. Need your breakfast. Thank you, darling. Đang họp mà xuống chạy lấy đồ để vô giặt để là mình nói đã mình lấy cái sọt đồ ra một chút xíu mình giặt rồi vậy mà cũng ông xuống chạy ông lăn xăng không làm kìa hiểu sợ không? I can do it. Nè cô chú anh chị ơi, hồi nãy giờ Kim về Kim đã dọn dẹp xong cái nhà bếp rồi nè, rửa hết trơn rồi, để cái máy rửa chén lên luôn, rồi giặt đồ luôn. Và Kim đã làm xong một cái dĩa cơm chiên nè mọi người. Cái cơm nguội tối hôm qua mình ăn còn á. Cái Kim xào nấm lên, xào nấm với hành xong rồi Kim cho cơm vô chiên. Rồi còn một miếng thịt bò đó, mình chiên lên ăn luôn, dọn tủ lạnh mọi người. Để chiều nay là đi siêu thị mua đồ ăn mới cho tuần mới. Cho nên là bây giờ còn cái gì là mình dọn hết. Bây giờ ăn cái dĩa cơm này chắc là no tới chiều luôn á cô chú anh chị. Bây giờ cái nhà bếp mình cũng dọn xong rồi, nhờ tới chiều không phải lo là phải dọn dẹp nhà bếp nữa cô chú anh chị. Bây giờ tiết cũng đã ngưng rơ rồi nè, mời cô chú anh chị dùng bữa sáng nha. Hai cô chú anh chị ơi, hôm qua Kim vẽ cái bức tranh này nè, nhưng mà Kim chưa có kiểu như là mình chưa có sao ba chưa có được lắm đó mọi người, cho nên là hôm nay Kim sẽ vẽ lại. Hôm nay thì Chi nó đi học rồi cô chú. Hồi sáng giờ đó là Kim dọn dẹp hết nhà bếp nè, rồi chà toilet, dọn toilet, rồi lau hết mấy cái cửa kính, cửa sổ ha, rồi xếp đồ, xếp quần áo, tắm mà không kịp sấy tóc nữa nè, sấy tóc sợ mất thời gian, cho nên để cho từ từ nó khô luôn mọi người. Vẽ nhanh được một chút xíu nữa là 3 giờ là đi đón anh của Chi Chi. Tại vì cuối tuần này là mẹ của hai cái bạn đó là đi du lịch, đi chơi với bạn gì đó, cho nên là nhờ Kim trông con giùm. Thì hai cái bạn đó sẽ ở nhà Kim tối thứ sáu và tối thứ bảy luôn, tới chủ nhật thì mới về. Nên là mấy cái miếng của Kim là Kim mua Kim chưa kịp vẽ mà Chi nó quạch nó phá hết trơn luôn rồi ông bà cô chú. Vẽ nó làm hư hết trơn rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái khác. Kim vẽ cái giấy này. Nè Chi nó cắt nè, nó làm hư hết trơn nè mọi người. Trời ơi, đây nữa. Chị nổi bà Chi không? Kim vẽ không có đẹp nha cô chú. Kim hồi nhỏ tới giờ là không có vẽ luôn đó, mà tự nhiên cái dạo gần đây nè, sao mà tự nhiên cái Kim thích vẽ quá, cái Kim tự mua cọ, tự mua màu về rồi tự vẽ luôn đó. Chứ không có học vẽ gì hết trơn mọi người, cho nên là những cái bức hình của Kim á giống như là mấy cái giống như là trẻ em mà học vẽ lớp 1, lớp 2 á. Xấu lắm. Hôm qua mình vẽ nhưng mà mình vẫn chưa có hài lòng, cho nên là hôm nay mình sẽ vẽ lại một cái bức hình đó, mình tập vẽ đi vẽ lại vẽ hoài luôn mọi người. Vẽ chừng nào mà nó nhớ trong cái đầu á, là cái lúc đó pha cái màu gì với màu gì nó ra cái màu gì thì mình sẽ tự nhuần nhuyễn, mình tự học đó cô chú, chứ không có ai dạy hết trơn.
mua đủ đồ nghề hết trơn mọi người. Hồi bữa Kim mua cọ với giấy vẽ với hết tất cả những cái loại màu trong đây nè, một sọt màu trong đây nè, là cũng khoảng 200 bảng Anh đó mọi người. Hai cô chú anh chị ơi, bây giờ đã gần 3 giờ rồi, Kim chuẩn bị Kim đi sấy tóc cho khô xong rồi đi đón các bạn nhỏ cô chú ơi. Một chút nữa về vẽ tiếp mọi người. Nhưng mà còn một ít cái nước sơn này nè, Kim sợ một hồi nó về là nó khô á. Cho nên bây giờ Kim sẽ sơn vô cái hộp này, đây là cái hộp giấy á. Kim không có dục thùng rác mà Kim để sơn lại rồi để trong đây đựng đồ được nè mọi người. Hai cô chú anh chị, bây giờ Kim đang đi đón anh ba của Chi nè cô chú anh chị. Cái trường học cái trường này là trường cấp 1 và cấp 2 luôn cô chú. Thì sang năm Chi sẽ học ở đây nè cô chú. Hôm nay Kim sẽ đi xem cái trường. Trước kia thì Kim có đến đây một lần rồi, nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Bây giờ mình đi lại xem kỹ hơn cái trường mai mốt Chi đi học ha cô chú anh chị. Trong cái khu này là khu nhà giàu không đó mọi người. Nhà nào cũng cổng kính cao tường nè, nhà rất là rộng lớn luôn. Nhà bên ngoài á, cái cổng ta làm hàng rào rất là cao nè, sân vườn rất là rộng luôn á. Nhà của Tony, nhà cũ của Tony là ở đây nè. Đây, cái nhà thứ hai nè. Lúc trước tôi đi ở đây á. Where that car is now, somebody getting out. That house there. Không, cái nhà đằng kia, chân đó. Là lúc trước tôi đi ở đó. Mới hồi sáng này còn tuyết rơi quá trời ngoài đường luôn cô chú. Mà bây giờ buổi trưa cái nắng lên nó tan hết trơn luôn rồi nè. Trời quang mây tạnh đây nè mọi người. Không có một cái dấu hiệu gì là của tuyết nữa hết á. Đã tới trường rồi nè cô chú anh chị. Phụ huynh cũng đang đứng đợi nè. Chừng nào đến giờ thì người ta mở cổng mình mới được vào bên trong. Bây giờ đã được mở cổng đi vào trong rồi nè cô chú. Phụ huynh thì đứng ở ngoài này nè. Chờ các con học xong thì sẽ ra ngoài. Đây là mấy bé đang... Đây là mấy em học cấp 2 rồi đó. Còn cấp 1 là phía bên kia mọi người. Chi Chi mà mốt học ở đây là sẽ học ở mé bên kia. Biết phía sau của cái dãy trường này nè. Chi hôm bữa Chi đã đi đến đây rồi cô chú. Chi rất là nôn luôn. Ở ngoài này có cái sân nè mọi người. Cũng có mấy cái trò chơi cho bé nè, cho mấy bạn nhỏ nè. Đây. Bây giờ đã đón các bạn này xong rồi. Còn anh hai thì anh hai tự đi bộ về nhà. Bây giờ sẽ chở anh ba đi siêu thị mua đồ ăn cô chú. Xong rồi sẽ về đón Chi Chi. Đã đi mua đồ ăn xong rồi nè cô chú. Hoa tulip. Đây là mùa hoa tulip mọi người. Một cái bó này nè là 5 đồng. Cái bó hoa này chưng được phải 2 tuần luôn đó cô chú anh chị. Falling
cũng một cái con đường mà đi lúc buổi sáng tiếc không rồi cô chú. Còn buổi chiều bây giờ trời nắng chang chang luôn nè. Nắng như vậy thôi nhưng mà ở ngoài chỉ có 6 độ mọi người. Xin chào cô chú. Hồi sáng thì lạnh quá trời luôn, bây giờ lên được 6 độ rồi đó. Mẹ xin chào bà cô chú. Xin chào cô bà cô chú. Trời hôm nay rồi ngồi có cái đồ gác tay đồ gì nữa ta, đồ để nước uống đồ gì ghê vậy. Nay con đi học con có ngoan không, có vui không? Đã về tới nhà rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ thì Kim vẽ tiếp cái bức hình hồi trưa, Kim chưa có xong đó mọi người. Đây là kết quả cuối cùng của Kim nè cô chú anh chị. Nó cũng tiến bộ hơn hôm qua được cái chút xíu. Cái này hôm qua là Kim làm cái bóng cây á, nhưng mà Kim không có cái màu nè, pha màu nó hơi đậm á, cho nên nhìn thấy ghê quá. Với lại vẽ trên cái tờ giấy mà chi nó quạch quạch nè. Thì cái đây là cái hình thứ hai Kim làm thì nó tiến bộ hơn. Tiến bộ hơn thôi nhưng mà cũng giống như học sinh lớp 1, lớp 2 vẽ đó cô chú. Hai cô chú anh chị thì tối nay Kim không có nấu ăn ha. Tối nay thì ba chi á, ảnh thèm cái cà ri Ấn Độ á mọi người. Cà ri Ấn Độ cho nên là ảnh đã đi mua rồi. Kim thì hồi nãy Kim đi siêu thị có mua được cái sushi nè. Cái sushi cá hồi. Bữa nay ở trong siêu thị chỗ Kim á, lần đầu tiên Kim thấy người ta mở cái quầy mà bán sushi cá hồi tươi mà có người đứng làm luôn đó cô chú anh chị. Có người đứng làm và bán tại quầy luôn. Với lại có cái này nữa nè. Cái này là thịt vịt nha cô chú. Người ta gói thịt vịt làm sẵn luôn rồi đó. Cái này giống như là xà lách rong biển á cô chú anh chị. Đó. Thì Kim mua ba cái này ăn tối nhưng mà Chi thì Chi sẽ không có ăn được cá hồi. Chi có ăn được rong biển với cái này nè. Và Kim làm thêm mì nữa. Ba Chi thì hồi nó sẽ đi mua thêm cơm về cho Chi. That sushi not good. Nó là sushi là cá hồi sống á. Chưa có nấu con không ăn được. Con ăn cái này được nè, cái này là cuốn thịt vịt ở trong đây nè. Với cái này là rong biển nè, rong biển ăn tốt nè. Với cái này Kim có chiên cho Chi một cái trứng và mì. Chi ăn được không? Rồi Chi nói xin chào, xin mời ông bà cô chú đi. Xin chào con bà cô chú. Con nhìn vô đây nè. Xin chào con bà cô chú. Nói xin mời ông bà cô chú ăn tối. Ăn tối. Xin mời. Xin mời cô chú anh chị và các bạn nha. Lâu dữ lắm rồi Kim không có ăn sushi đó mọi người. Nhưng mà người ta bán cái này là người ta không có cho mình cái mù tạt cô chú anh chị. Cái này phải có mù tạt mới ngon này. Kim chấm nước tương với ớt nè. Tương ớt. It's not even cooked yet. Cá hồi tươi. Cá hồi tươi ngon không có tanh nhưng mà thiếu mù tạt không ngon. Cơm người ta trộn cũng ngon lắm. Trộn giấm với đường vừa ăn nè. Cá ngông biển này chi ngon lắm nè chi. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Nước chấm này, nước chấm này lúc nãy Kim nếm thử ngon lắm nè.